Mấy hôm nay ăn ăn uống thiếu chất, giảm cân. Tôi cho các bà khoe cái xem cái body của tôi này. Đó. Sang đây đến bây giờ là bao nhiêu ngày? Sang đây mà tròn 1 tháng, thấy không? Cái bụng bia của tôi đã biến mất rồi. Tôi đã có 2 cái rãnh bụng rồi. Bây giờ còn cái cục mỡ ấy thôi này. Còn cục mỡ ấy thôi nha. Tôi sẽ đặt kem tan mỡ bụng. Xong lại tiện thể nó ở đây. Đó. Cái kem tan mỡ bụng này ấy, là nó theo tôi từ hôm sang đến đây. Tôi khui chai mới chứ bộ, chai cũ ở nhà còn khoảng 100 ml vứt mẹ đi, mang dây chai mới. Ừ. Các bà thấy không? Đó, bôi kem tan mỡ 1 ngày 2 lần, có hôm tôi bôi 3 lần. Ừ. Chịu khó nha, những chị nào sinh xong mà bị dạn bụng ấy này, bà nào hôm nay mua này 1350, tôi giảm các bà còn 1250, ok chưa? Ok dê chưa? 1,35 triệu giảm các bà còn 1,250. Vừa uống viên đốt mỡ bụng. Đấy, vừa uống viên đốt mỡ bụng, vừa bôi kem tan mỡ bụng. Nó sẽ mềm mỡ bụng nha. Đó. Chị nào mà bôi xong mặc quần ghen bụng, trời ơi nó, hoặc là quấn màng bọc thực phẩm. Đó. Thấy không? Cúi xuống là vẫn còn mềm mỡ đấy không? Nhưng mà nó đỡ hơn như lúc trước rồi, các bà thấy không? Nào, đục vào nó vẫn rung rung, nó vẫn rung rung nha. Kéo vào quần lèn che cái mỡ đó. Thôi trời ơi, bây giờ xin là tôi đẹp rồi các mẹ ơi, tôi sắp đẹp, tôi sắp ngon rồi nha. Đó, ok chưa? Tôi khoảng 1 tháng nữa thôi, 1 tháng nữa thôi nha, là các bà biết tay tôi liền nha. Kem tan mỡ bụng hôm nay giảm 100.000 cho chị nào mua trong livestream này. Nói chung là uống viên đốt mỡ bụng, bôi kem tan mỡ bụng hay uống trà giảm cân thì cái bí kíp xuống cân của các chị vẫn là giảm khẩu phần ăn. Như em này là em giảm khẩu phần ăn nha. Em giảm thẳng khẩu phần ăn, ví dụ bình thường là sáng em dậy 7 rưỡi, 6 rưỡi. 6 rưỡi con kia nó đi học thì bây giờ em dậy mẹ nó là 10 rưỡi. Em dậy đưa đi ra xe buýt xong à, rồi xem phòng về em lên giường ngủ luôn, em không ăn uống gì cả nhé các chị, không ăn uống cốc nước. Lúc nào bên cạnh người cũng có chai nước suối này này, ui giời, hay là trà giảm cân này, lúc nào cũng có đó, hoặc là collagen đó, các bạn cũng hiểu không? Nói chung là khi mình muốn giảm cân thì việc đầu tiên mình phải hỏi bản thân mình là mình có giảm ăn được không. Đó, mẹ miếng collagen vào cho đẹp da. Đó, thôi tí đó. Đấy, cái, đây collagen này. Cứ để vào đây. Chai nước suối lắc lên. Ví dụ pha chai đầy lấy nhiều hơn. Đó. Đấy, pha collagen lên uống. Chờ chờ tí hết bọt. Còn ngày nào cũng uống viên đốt mỡ. Nhưng mà đúng là khi mà mình thuộc cái thành phần gọi là mình ăn thiếu chất ý, thì cái cơ thể mình sẽ bị thiếu chất. Ví dụ như những cái khớp xương của mình này sẽ bị mỏi, nhức mỏi. Nhức mỏi như các chị, nhức mỏi là có những cái trạng thái nhức mỏi là do mình bê nhiều vật nặng, mình chạy bộ nhiều hay mình leo núi nhiều mà bị vỡ cơ. Đấy gọi là vỡ cơ, thì đấy gọi là bị đau phần cơ, thì mọi người sẽ dùng cái này. Nếu bị đau phần cơ thì mọi người sẽ dùng cái này là xoa bóp nha, xoa bóp đau phần cơ dùng cái này. Hoặc với những người bị tắc nghẽn, bị vón cục ở những cái vùng vai gáy, thắt lưng bị đau nhức thì mọi người cũng sử dụng Ben Gay này để mọi người xoa. Nó là một dạng dầu nóng, nó giống cái dầu nóng của Hàn Quốc ngày xưa ấy. Nhưng mà vì em sang Mỹ em không thể nào cái gì em cũng ship từ Hàn Quốc, từ Việt Nam sang đây được. Ở bên bên viện Mỹ nó có cái này, mà cái này lại rẻ hơn nha. Cái này 250.000, cái này là 113 gram. Cái này là dầu nóng với những người mà bị giống như kiểu bó những cái đoạn này, bó cơ này, hoặc mọi những người mà ngủ gối cao đầu nó cũng bị bó cái phần cơ này nha mọi người. Nên mọi người thấy nhà em ấy, chồng em hay mẹ chồng em rất hay dùng cái này. Nhà em lúc nào cũng có 6 đến 8 hộp này. Bởi vì là hầu như mỗi ngày là sẽ bôi xoa vào những cái vùng mà thứ nhất là những người ngồi lâu. Những người ngồi công việc ngồi lâu là các anh chị sẽ đau phần này này. Đó, nó mỏi đoạn này này. Mọi người tắm xong mọi người lau xoa. Massage cỡ tầm 2 đến 3 phút cho cái kem nó thấm vào. Thì nó sẽ cái cảm giác nó sẽ làm mềm và nóng cái chỗ phần bị gọi là mình bị tê bì đó.
Còn những người nào mà bị thiếu chất như em hôm nay này, là em phải dùng cái này. Đấy, sang đến bên này là em phải dùng cái này rồi. Đây này, mọi người thấy không? Hôm nay là em khui cái này. Glucosamine này thì một gia đình thì nên mua một hộp. Thị trường các người khác bán cái này 850.000 nhá. Ngày xưa em cũng bán 850.000. Nhưng bây giờ ấy các chị, là thứ nhất là em sang đây, em đi nhặt hàng em gửi về, nó sẽ giảm bớt vì em cũng đã tìm ra chỗ gửi hàng các chị. Nó cũng giảm bớt cái chi phí nhân lực, chi phí phát sinh. Nên cái này em sẽ, đấy, các chị đang có rất nhiều dòng glucosamine. Đây, ví dụ như dòng này. Ví dụ các chị nhà có người già, người già, ông bà già tầm 50-60 tuổi, 60 tuổi trở lên, hoặc là những người bị loãng xương đó, thì mọi người uống cái glucosamine có hàm lượng chondroitin này, có hàm lượng chondroitin này 1200 mg, hàm lượng glucosamine 1500 mg, thì mọi người xem cái hộp này, hàm lượng glucosamine 1500 mg và có cái hàm lượng SMSM. Nhưng mà cái này thì nó lại có cái hàm lượng là chondroitin, là hàm lượng nhiều hơn cái hàm lượng trong cái glucosamine dưới màu xanh này. Thì cái này nó sẽ giúp nhờn và bôi trơn nhờn những cái vùng khớp sụn của mình nhiều hơn. Thì cái này những người nào mà bị loãng xương hoặc người già nhiều, nhà nào có người già nhiều thì nên mua hộp này. Hộp này 280 viên, nó là 780.000 nha. Còn hộp này 375 viên, nó sẽ có giá là 785.000 thay vì là 850.000. Cho nên chị nào mua cái này chụp hình là inbox cho em nha. Cái và em vẫn khuyên mọi người mua cái hộp này, thứ nhất là gì, nó nhiều viên, cả gia đình mình dùng được ha. Cái thứ hai ấy, là nó sẽ giúp cho bổ sung canxi, bổ sung glucosamine đó, bổ sung những cái chất dịch để cho khô khớp xương đó. Hôm nay cái này date của nó may 2026 đó. Đây, hộp này em mới mua đó, em khui bởi vì sao, em ở Việt Nam em còn hộp này một nửa, nhưng mà chẳng đi đóng hành lý mà đi đóng cái này sang vỡ nợ mẹ bên này, cái này đầy nên là thôi em bóc mẹ luôn em xài đó. Một ngày nếu những người nào, đây mọi người nhìn này, đó, hộp một viên màu trắng này, xíu nữa em phải cho cái này vào một cái bi lông. Mọi người nên bảo quản cái này trong ngăn mát tủ lạnh nha. Đó, viên nó màu trắng nha mấy chị. Đó, viên màu trắng này, ok chưa, viên nó màu trắng. Cho nên là các chị nên để cái viên này trong ngăn mát tủ lạnh nha, trong ngăn mát tủ lạnh. Bởi vì sao, ví dụ này, mở ra lấy viên thì cái không khí nó vào viên thuốc thì nó sẽ làm đổi màu viên thuốc thôi, chứ nó cũng không làm gì ghê gớm cả nha. Nhưng Việt Nam mình khí hậu nóng thì các anh các chị nên để vào ngăn mát tủ lạnh. Và viên này thì nên uống nhiều nước, ví dụ một viên phải uống tương đây nước, phải uống nhiều nước thì nó mới tan, nó tan nhanh, nó mới thấm nhanh và nó thấm vào cơ thể mình. Thì mọi người nên, em vẫn tư vấn mọi người nên mua hộp này, bởi vì 15 tuổi trở lên dùng được rồi. 15 tuổi trở lên là các cháu bắt đầu vào tuổi dậy thì, các cháu bắt đầu đi tập thể dục. Con chúng ta tập gym, chạy tập thể dục và có những hoạt động ngoài trời nhiều, các cháu sẽ hoạt động nhiều thì cái khớp xương của mình nó sẽ bị gọi là cần bôi trơn. Thì nên mua cái hộp này nha. Glucosamine này giúp cho chúng ta chống khô khớp xương, chống đau đó, những người bị nhức mỏi trong xương, xương khớp. Đấy, cái này là chùm về xương khớp. Cái này em bán là 8 năm, còn uống đã 10 mấy năm rồi. Đấy, cái này của hãng Kitland của Mỹ nha. Cái này là nhà em là hàng xách tay đó, khách nhà em mua cái này thì nó như best seller rồi. Có rất nhiều người như con môi cong cách đây sinh nhật 3 ngày đấy, ở Thanh Hóa đấy. Ngày xưa 7-8 năm trước là chưa mua nhà em, đi mua của người quen về uống không có tác dụng. Mua của nhà em chỉ uống khoảng 20 ngày là đã thấy bỡ chứ mỏi liền. Bởi vì cái này này, mọi người nhìn cái đếp của nó này, nó in trên này này, rất dễ làm, rất dễ dập đếp nha, rất dễ dập đếp. Nhưng mà nhà em này cái gì cận đếp em sẽ bán rẻ, nhưng mà đếp xa là bắt buộc phải là bán giá full 785.000.
Ok chưa? Những anh chị nào á mà bị có cha mẹ già, người già bị khô khớp xương, bị đau nhức xương đó, cần bổ sung. Và con cái chúng ta ở những cái lứa tuổi dậy thì, hoặc những chị nào có chồng làm công việc lặt nhọc phải bê vác nhiều đó, phải ngồi nhiều, những thì cần phải uống cái này. Bởi vì nhiều khi trong cuộc sống ấy, không phải là ngày nào chúng ta cũng sẽ gọi là ăn uống đủ chất. Thế có những ngày mình ăn chay đi, có những cái tuần các chị ăn chay đi thì các chị sẽ thiếu chất, đúng không ạ? Chúng mình chỉ ăn bột với rau thì làm sao mà có hàm lượng glucosamine ấy, làm sao có lượng canxi nhiều được. Nên với những người ấy mà hay ăn chay trường ấy, thì nên duy trì cái này ít nhất một ngày một viên. Và cái này nhé, nó ghi trên bảng hướng dẫn sử dụng các chị là một ngày 2 viên. Tuy nhiên em vẫn khuyên những người bị nhức mỏi, đau xương khớp các thứ ấy, mà các chị bị khô khớp xương, bị đau nhức, thì tầm 20 ngày đầu các chị uống 2 viên một ngày cho em, sau ăn sáng 1 viên, sau ăn trưa 1 viên. Cái này không nên uống sau ăn tối, nó là dạng viên nén. Đa phần chỉ có một lời khuyên với các chị, tất cả những dòng nào mà nó là những viên nén nhẹ này, nó là viên nén nhẹ này, các anh chị nên uống vào buổi sáng và buổi trưa, hạn chế uống sau 5-6 giờ chiều. Nếu các anh chị uống sau 5-6 giờ chiều ấy, các anh chị phải thức đến 11-12 giờ khuya. Để gì? Thứ nhất là cho nó tan. Cái thứ hai là để cho nó không bị đọng mất. Chứ mình uống xong mình đi ngủ thì là mình không có hoạt động, là một, mình không uống nhiều nước là hai, nó sẽ không tan và thẩm thấu được. Cho nên cái này vẫn tư vấn mọi người nên uống thật nhiều nước lọc nha, uống thật nhiều nước lọc. Chị nào ạ uống nước ấm lại càng tốt, nó tan nhanh lắm. Nó tan nhanh rồi cùng với cái hoạt động thể chất của mình tập luyện, mình ăn những cái chất xơ, rau xanh, ăn cơm, cái thứ. Tại sao lại uống sau ăn cơm? Tại vì uống sau ăn cơm thì nó sẽ cùng với dạ dày co bóp, nó tan vào thức ăn rồi thành ruột, nó sẽ nhặt những cái chất đấy, nó đưa vào máu để máu đưa đến các cơ quan. Còn nhiều khi khi mình ngủ ấy, những chức năng như gan thận nó nghỉ, nó sẽ không bài tiết được. Rồi nó không bài tiết được và nó không làm chọn được chức năng của nó đẩy ra mất. Thì các chị nên uống này, thực phẩm chức năng phải nên uống vào sau ăn sáng và sau ăn trưa để cho nó thẩm thấu tốt nhất. Và khuyên mọi người, nhà đông người thì mua hộp này 375 viên, thị trường người ta bán 850 nghìn. Em đang bán các chị với giá 785 nghìn. Lưu ý này, đừng hỏi em câu là nhà Trang free ship không. Trang ơi, free ship cho chị không? Em trả lời luôn các chị là không. Thứ nhất cái này hàng Mỹ, mà cái này nó nặng gần 1 kg. Ở đây này, cứ 4 đồng mấy một pound. Một pound hình như là nửa kg. Thì hộp này nó được dính bằng, được tính bằng là 2 pound. Thì cái này phí ship về Việt Nam nó đã 10 đồng mấy rồi, cỡ 10 đồng 5 xu rồi, 10 đồng Mỹ ấy. Nên các chị đừng có mặc cả với em. Em bán cái này là đã bán nhiều năm rồi, nên có những chị mới biết em. Ví dụ các chị thấy chỗ nào rẻ hơn các chị mua thoải mái, em không khè. Còn em nói rồi, anh khách nhà em còn là khách của Mỹ, mua cho người nhà tại Việt Nam qua em. Thứ nhất họ là người gửi hàng từ Mỹ về. Ví dụ là Tết họ gửi 1 thùng đi, xong giữa năm chả nhẽ vì 2-3 hộp này họ gửi về à? Không, phí ship rất là cao. Cho nên nhiều khách hàng bên Mỹ nhà em thường mua cái này. Cái này là người ta hay mua nhất này. Và cái C, mấy hộp này này là họ hay mua này. Bộ bổ sung ngoài C là vitamin C này và canxi. Đó. Đây, bộ 3 này là bộ 3. Đó. Đó. Bộ 3 này là bộ 3 người Việt kiều. Người ta hay mua nhà em để gửi cho người thân vì 3 hộp này nó nặng lắm. Hộp nào cũng 1 kg. Cái này là canxi. Đấy. Canxi nó kèm với thành phần magie và kẽm. Thì cái canxi mà cùng thành phần này này, nhiều gồm thành phần magie và kẽm này, nó giúp cho cái việc mà làm chắc cấu trúc xương. Đấy. Chống lão hóa và giòn xương là cái này. Chính là cái này. Thì hộp này em, để em nhớ xem bao tiền, quên mẹ mất giá rồi. Thôi cứ chị nhắn tin giùm em đi. Em không nhớ được là bao nhiêu tiền luôn. Không nhớ, các chị chụp lại cho em cái hộp này 500 viên lận nha. Thì ví dụ như nhà mình đông người đi,
Ví dụ như có vợ chồng này, có con này, có bố mẹ già này, có anh chị. Mua cái này về sau đó mình san ra. Hộp này thì 500 viên, hộp này 375 viên, mình chia cho mỗi nhà 100 viên, 200 viên. Mình chia ra mình uống hết mình lại mua, đúng không các chị? Chào xương nào. Đó. Nên là khi các chị mua cái này, đó, canxi và glucosamine. Đây là cặp đôi vàng cho xương khớp nha. Cặp đôi vàng cho xương khớp. Canxi này còn có thành phần magie và kẽm. Đó. Nếu canxi không thì nó rơi vào giá 660 nghìn một hộp 500 viên. Nhưng mà cái dòng canxi kèm magie và kẽm này thì em chưa có nhớ được giá. Thì nó sẽ du di đâu khoảng 660 đến 680, 690 tầm đó. Thì các chị chụp hình là inbox dùm em. Đó. Đậu đậu kem đánh răng dùng thích lắm. Đúng rồi chị. Đậu. Em nhìn răng chị này. Trắng bóng. À. Trắng bóng. Nhà chị buôn bán cái gì thì chị chỉ bán đồ chị xài thôi. Ví dụ như đó đây. Hộp này có glucosamine, còn ví dụ như chị là chị đang dùng cái canxi này. Vì là đang dùng dở, vì lần trước là hết canxi. Thì cái canxi Úc này này, đây là cái em đang xài đây này. Hàm lượng cũng giống đây. Đó, canxi Úc là cái đang xài. Ok chưa? Đó, nhưng mà vì đang xài dở cái này. Cái thời điểm mà nó em bị đau lưng ấy là em bị hết cái canxi này, nhà hết canxi này mà phải 15 đến 20 ngày mới gửi được về. Thì cái canxi Úc này này, hàm lượng của nó này cũng 600 mg. Đây canxi này của nó này, hàm lượng cũng 600 mg. Đây hàm lượng đằng sau này. Đấy, canxi của nó, à hàm lượng canxi này là bạn 500 mg nhé. Hàm lượng vitamin B6 của nó là hàm lượng vitamin B6 10 mg. Vitamin D3 đấy là 800 IU. Còn vitamin D3 của cái này chỉ có là 500 IU thôi. Đó, vitamin D3 của canxi Úc chỉ có 500 IU. Vitamin D3 là một trong những chất để giúp cho cơ thể của chúng ta hấp thụ canxi một cách tốt nhất. Thì là chúng ta sử dụng đấy, vitamin D3. Trẻ con sơ sinh từ 0 tháng đến 6 tháng chỉ sử dụng D3, là cái vitamin D3 giọt một giọt vào miệng vào mỗi sáng để kết hợp với canxi trong sữa mẹ hoặc canxi trong sữa công thức để làm phát triển cái chiều dài của xương và độ chắc của xương. Thì đấy, mỗi cái nó sẽ có một cái ưu nhược điểm. Ví dụ cái này hàm lượng canxi của nó là 600 mg nhưng hàm lượng vitamin D3 của nó chỉ có 500 IU thôi. Tuy nhiên cái này thì nó chỉ nhỉnh lên nhỉnh xuống này. Ví như cái này này, vitamin D3 là 20 mg, tương đương với 800 IU. Vitamin B6 10 mg là 588%. Canxi 800 mg chiếm 38%. Magie của nó là 80 mg chiếm 19%. Zin của nó là kẽm đó, 10 mg chiếm 91%. Copper 1 mg 111%. Magen 1 mg 43%. Đó. Thì đây là dòng canxi để giúp cho đó, để cho giúp cho cái cơ thể của mình ấy, nó sẽ bổ sung những chất không, ví dụ như ngày nào mà mình ăn rau với ăn 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 rau không mà mình đách có cái gì, ví dụ như ngày nào ạ, ngày nào mà em ví dụ như hôm qua là em chỉ có ăn rau thôi, giảm cân mà đang ở chế độ giảm cân nên đâu có ngồi ăn mọi người, đâu thấy toàn là ăn khô với ăn cá, ăn cơm, ăn rau luộc, bởi vì là muốn xuống thêm 5 cân nữa cho đẹp. Đó. Cho nên là khi chị em muốn mua một bộ sản phẩm cho gia đình mình mà tiết kiệm nhất thì em vẫn khuyên mọi người mua canxi này. Hộp canxi này nha. Này hộp canxi này 455 nghìn mà chỉ có 130 viên thôi nha. Mà cực chẳng đã cái thời điểm em không gửi được về, không nhặt được về mà mấy cái này phải canh nó giảm 4 đồng em gửi về mới bán được cho mọi người giá này. Thị trường người ta bán cái hộp mà glucosamine này này là 850 nghìn. Mọi người xem livestream trên mạng sẽ thấy rất nhiều người bán hộp máy 850 nghìn. Em đang bán glucosamine cho mọi người là 785 nghìn. Cái này thì em không nhớ rõ là 660 hoặc 690 nha. Em đều phải canh vì ví dụ như Costco nó cứ tầm giữa tháng nó sẽ sale 3 đồng, 2 đồng, 5 đồng. Thì nó sale thì em nhặt về. Thì bây giờ em bên này em rảnh quá rồi. Em đi em nhặt về, em đóng về, em gửi về để giảm chút chi phí vẫn vui. Mà mình lại ngồi ngồi livestream bán hàng, mình được giao lưu với các chị. Nên chị nào này, đây là cặp đôi vàng trong cái làng cho xương khớp.
Đó, chị nào mua chụp hình lại giùm em nha. Mua thì chụp hình lại cái này giùm em. Ok.